Rồi, chào mọi người nha. Hôm nay nhận được cái đơn hàng đây. Đơn hàng này là của bạn Thương nha. Đây, Quỳnh Văn Thương nè. Ở mỏ Cà Bắp Bến Tre nha. Mình chuyên gia, mấy anh em gửi máy mình, cái vấn đề này mình nhắc nhắc với anh em nhiều nha. Bọc shop này thì đồ rồi mà cái này shop rất là mỏng, mà anh em đóng trước khi mà anh em gửi máy mình đã dặn kỹ anh em đóng shop cho kỹ càng đó. Cái máy này của bạn rất là bự nha, ở bên trong không có shop gì đó, nó ném kinh lắm đó. Mình đã nhắc anh em cái vấn đề này là rất là nhiều lần luôn nè. Nó liền rồi, cái máy là không còn cái gì luôn á, không. Cái máy mình lớn thì mình chịu khó mình chạy ra mình mua cái thùng xốp đó, cái thùng xốp có mấy chục ngàn à. Bây giờ nó liền ra qua để biến áp để gãy bo trong đây là coi như là cái máy của mấy bạn mà tiêu luôn đó, đó. Tốn tiền lắm, dữ lắm đó. Tài sản của anh em mà bây giờ mình khui ra nè, mấy trường hợp này là mình phải quay lại chứ nha đó. Mình đã nhắc cái vấn đề này rất là nhiều lần với anh em luôn á đó. Các bạn, máy của bạn này mình đã hồi mà mình nhắn tin với bạn rồi, mình đã nhắn tin là kêu đóng gói cho kỹ càng, bạn không mà nhưng được cái máy này rất là lớn mà đóng gói sơ sài kiểu này là thua rồi. Thôi không có miếng xốp luôn, có miếng xốp ở ngoài nó liền ngoài trúng cái máy này rất là lớn luôn. Anh em nhìn nè, không có miếng xốp nào trong đây hết á. Đó, không có miếng xốp nào trong đây luôn. Anh em về là tiêu cái máy anh em à. Đó. Vấn đề này là mình dặn anh em rất là nhiều luôn á. Đó, anh em có xem clip này là cái trường hợp này mình dặn rất là nhiều luôn. Rồi anh có để tờ giấy cái gì trong đây nè, máy này máy RBT nha anh em. Rồi luôn à, gãy luôn cái biến áp, gãy rồi đó, gãy cái chân rồi anh em. Máy là máy RBT nha. Thì biến áp này gãy, không biết nó đứt có đứt dây không, mà mình thấy là có dấu hiệu đứt rồi đó. Bô vô động rồi gắn kiểu này thấy thua luôn rồi. Cũng may à, ở lại gãy luôn cái biến áp này nè, quát luôn nè. Rồi cái này mình không dám test luôn nữa anh em, sợ nó đứt dây gì trong cái biến áp này, để vô thằng bạn nó chập nó nổ nguyên dàn phét là thấy thua luôn á. Để mình coi cái miếng giấy này có cái gì đây. À, cái này là cái tên này là tên gì đây? Lê Âu.
Lê Trung Định hay Lê Ông Định là ấp Gia Phước. Xã Hưng Khánh Trung An, huyện Mỏ Cày Bắc. Này tên số điện thoại của bạn ha. Rồi. Mình sẽ kiểm tra máy này mình làm cho bạn nha. Không biết cái biến áp này quấn lại là bị tốn tiền lắm nè. Mà theo mình nghĩ chắc máy này có quấn lại biến áp quá. Rồi mình sẽ kiểm tra nha, còn cái này mình tháo ra mình coi kỹ lại mình mới dám test ha, nhưng mà biến áp nó không gãy thì mình kiểm tra áp bọng rồi coi sao nó hợp không. Rồi rồi anh em nào cần nâng cấp máy ha thì liên hệ mình với số chính là 0799 33 977 nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.